Chiều ngày 3 tháng 8, tại xã Kim Phượng, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri Kim Phượng sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân khóa 14. Tại đây, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, cử tri xã Kim Phượng đã có 11 ý kiến, kiến nghị gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành như tuyến đường Kim Phượng Lam Vĩ đã xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng điện yếu, vấn đề thủ tục hành chính, làm thẻ căn cước công dân, thanh lý nhà văn hóa, vân vân. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo địa phương đã giải đáp, làm rõ các ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được các đại biểu tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng trong chiều ngày 3 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phú Tiến sau kỳ họp thứ 7 khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc về phía huyện Định Hóa có đồng chí Nguyễn Bình Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phú Tiến đã có 5 ý kiến kiến nghị gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến các vấn đề như quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho bà con nhân dân, tạo điều kiện cho người dân được chăm sóc những dịch vụ y tế tốt nhất, quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa xóm. Bên cạnh đó, cử tri cũng có ý kiến kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, vấn đề đất đai, tài nguyên môi trường. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện giải trình làm rõ. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp để các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết trong thời gian tới.